Xin chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Hôm nay Dương Minh Long Tu có địa chỉ tại 712 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội vừa về một chiếc Honda Tucson phiên bản 2.0 sang đặc biệt anh chị. Chiếc xe này được sản xuất cuối năm 2019, form mới 2020 anh chị nhá. Chiếc xe này thì mang ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da màu kem anh chị. Sau đây sẽ quay qua tổng thể của chiếc xe cho anh chị cùng xem. Chiếc xe ở những cuối năm 2019 này thì đã được lên form mới anh chị. Cái form mới này thì thay đổi rất nhiều từ la răng, mặt ca lăng, đèn cũng như là phần bên trong nội thất anh chị nhá. Chiếc xe này thì được trang bị đèn full led anh chị ạ. Đó, đây là cụm đèn pha của xe. Tucson thì luôn có một thiết kế cực kỳ đẹp anh chị ạ. Rất là trẻ trung, năng động. Option thì rất là nhiều. Đó, chạy thì rất là bền bỉ. Tiết kiệm nhiên liệu anh chị ạ. Đó. Đây. Chiếc xe này thì chủ nhân đã thay một dàn lốp mới rồi, đi cho nó êm anh chị ạ. Đó, la răng của xe cũng rất đẹp anh chị. Lốp zin của chiếc Tucson lốp cum hô thì thường nó đi sẽ hơi ồn, không được bền anh chị ạ. Nhưng chủ xe đã thay luôn một dàn lốp mới đi cho thích anh chị ạ. Đó. Một chiếc xe 5 chỗ vô cùng nhiều option anh chị ạ, rất thích hợp đi gia đình. Xe có trang bị cảm biến sau. Đây ạ. Cốp điện cũng được trang bị luôn anh chị ạ. Đây là phần ốp cốp của xe này anh chị này. Ốp cốp của xe đây. Tất cả đều nguyên bản nhé. Tất cả đinh tán ở máng nước này đều có nguyên hết. Đều có nguyên hết đó. Chiếc xe này thì là lốp sơ cua chưa hạ anh chị nhé. Lốp sơ cua chưa hạ. Đây ạ. Tất cả đồ dùng tay vặn kích lốp đều còn nguyên cả anh chị nhé. Lòng cốp thì rất là đẹp. Đó. Lòng cốp rất là đẹp luôn. Cốp điện thì rất là tiện lợi chị ạ. Đó. Cốp điện. Đây phần hông xe này. Đó, la răng lốp lát đều cực đẹp nhá, củ phanh sáng choang luôn. Củ phanh sáng choang. Đến phần nội thất của xe. Đây là tâm lý cánh cửa của xe chị này. Cái xe này thì là máy móc keo chỉ nguyên bản 100% như chị nhé. Chị yên tâm, keo chỉ của xe đây. Đây là ghế da thứ hàng ghế thứ hai đây. Đó, chiếc xe này thì có trang bị ghế da màu kem thì rất đẹp anh chị. Đó, xe có trang bị cả cửa nóc toàn cảnh panorama chị nhá. Thì chúng ta mở rèm lại sẽ một không gian mở trong xe nhìn rất là rộng rãi, là sáng anh chị. Chủ xe thì cũng đã trang bị thảm sàn rồi. Đây là cửa gió ghế thứ hai này anh chị, nó kèm theo cả cổng sạc nữa. Ghế da rất đẹp anh chị, căng đét luôn. Tất cả từ má ghế thành ghế mũi ghế đều rất là hoàn hảo. Tiến đến phần ghế lái, đây là tắt đi ghế lái chị này. Xe thì trang bị gương ghế chỉnh điện hết anh chị nhé. Đây keo chỉ cửa anh chị, tất cả đều nguyên bản. Chiếc xe này thì có trang bị ghế điện hai bên, ghế bên lái và ghế bên phụ anh chị nhé. Ghế da bên phụ anh chị này. Ghế da bên lái anh chị này. Đó. Và đây là phần cần số của xe. Trên phiên bản Tucson form mới này chúng ta có trang bị cả sạc không dây anh chị nhé. Phiên bản cũ thì sẽ không có. Xe kèm theo cả phanh điện tử này, như là điều hòa hai vùng độc lập. Màn hình nổi anh chị, ở form cũ là chúng ta sẽ là màn hình chìm ở trong tắp lô của xe. Form mới này thì chúng ta sẽ có màn hình nổi. Đó, kết hợp với camera lùi. Xe có trang bị cả ga tự động cruise control nữa chị. Đây là phần vô lăng của chiếc xe này. Đó. Tất cả những khóe vô lăng đây đều rất đẹp anh chị. Đó. Mình sẽ quay một lần nữa lại phần nội thất ở bên trong. Rất là đẹp luôn. Với chiếc xe tầm giá bây giờ chỉ có hơn 700 triệu một chút thôi. Dạ. Đó, đã sở hữu là một chiếc xe Tucson rồi. Đến phần động cơ. Đây chính là động cơ 2.0 của chiếc Tucson anh chị nhé. Em sẽ quay rõ tất cả ốc chân máy này. Đó, ốc nắp dàn cò này, keo nắp dàn cò đây, tất cả đều nguyên bản. Ốc cabo chưa một lần tháo anh chị. Đó, keo chỉ cabo đây, nguyên bản 100% anh chị nhé. Chiếc xe này thì zin tuyệt đối hết, zin tuyệt đối 100% anh chị.
máy móc sáng choang luôn, tất cả đây các đường ống cao su vô cùng mới chị ạ. Và sau đây xin được tóm tắt lại chiếc xe này, chiếc xe Hyundai Tucson. Cái xe này là phiên bản 2.0 sang đặc biệt và sản xuất cuối năm 2019, model 2020. Cái xe này thì đã được bên em chào bán mức giá chỉ hơn 700 triệu một chút thôi. Anh chị nào chúng ta có nhu cầu thì có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Ngoài ra có thể dùng số điện thoại đó với các bạn Zalo, bên em có thể gửi full hình ảnh cũng như là giải đáp mọi thắc mắc của anh chị về chiếc xe này. Em cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ở video tiếp theo của Zooming Auto.